Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Vào ngày 26 tháng 5 mình có một cái video hướng dẫn các bạn dạng 2.20 thuật càng hâu các bạn. Thì dự án này sẽ list sàn MRC các bạn. Thì bạn nào có tham gia dự án này thì các bạn cần list phần link mô tả dưới video của mình, đăng ký một tài khoản trên sàn hâu.com của nó để tôi cần nó phân phối nha các bạn. Thì để đăng ký được thì các bạn cần list phần link mô tả dưới video mở đường phong các bạn nhấp vào ba cánh cùng nữa các bạn. Các bạn bấm vào một sign up nữa các bạn. Thì các bạn lưu ý các bạn, trước kia các bạn đã khai báo trên bot cái địa chỉ email nào thì các bạn cần phải đăng ký lại một cái địa chỉ trùng với cái địa chỉ email các bạn đăng ký trên khai báo trên bot các bạn để tôi cần nói xác nhận các bạn. Rồi dòng đầu tiên username thì các bạn đang tự đặt họ và tên của mình, tên đại thì cái này không quan trọng các bạn. Rồi mục quan trọng này là cái mục email các bạn phải trùng với trên bot nè các bạn, trên bot trước kia bạn đã khai báo các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn nhập password cho thôi các bạn, và xác nhận password và nhập vào chấp nhận điều khoản các bạn. Rồi các bạn thích vào chấp nhận điều khoản này, các bạn bấm vào reset các bạn, rồi lưu. Sau đó các bạn vào mở địa chỉ email các bạn, vào mail config mail các bạn. Tất cả thư các bạn chờ xíu các bạn. Cho nó không mở về ta. Vô thư gác thôi các bạn. Tất cả hộp thư. Các bạn chạy chút xíu nha các bạn. Ok, Howdy nó đã gửi về cho mình cái hộp thư. Các bạn nhấp vào một hộp thư quảng cáo nha các bạn. How Network Winner. Phan, để mình đâu mình trúng được dự án này ta. Con lệnh cành đào ta, đây có thứ. Thôi mình không dùng dò để chút chết sau nha các bạn. Mình sẽ nhấp vào hộp thư quảng cáo nè các bạn. Rồi ta cả hộp thư này. Mở gặp này hộp tiêu người ta. Rồi không mất tiêu rồi tự. Để mình tìm lại các bạn. Ok các bạn vào một tất cả hộp thư các bạn. Thì các bạn sẽ thấy được một PDF thôi các bạn. Xin in editor. Rồi các bạn sao chép cái mã code này nè. Rồi các bạn copy cái mã code này các bạn login vào thử các bạn. Vì mình cũng vừa mới nhận được thông báo từ dự án thôi các bạn. Rồi các bạn bấm vào một sign up các bạn. Các bạn login vào thử các bạn. Email verify, email verify account dịch. Đăng nhập địa chỉ email này chưa xác minh vô lòng kiểm tra và xác minh tài khoản của bạn số kỹ với ta. Rồi các bạn dễ copy cái zip code này các bạn đăng ký làm cái tài khoản các bạn 74 bị kép. Rồi các bạn nhấp vào cái trình duyệt cơ gom của mình là lại nè các bạn. Rồi các bạn đăng ký lại nghe ta các bạn. Rồi mình nhấp vào reset lên các bạn. Verify tên người dùng mình được sử dụng. Sao mình đăng nhập không được ta? Login lên cái Verify mail chết mail. Sao mình đã xác minh tài khoản mà nó không cho ta? Mình login coi. À các bạn ơi, mình hiểu các bạn ơi. Các bạn bấm vào một verify account dưới đây nè các bạn. Nhập vào. Rồi các bạn nhập vào, đăng nhập vào thôi các bạn, login. Được, rồi mà đây đã login được các bạn. Rồi các bạn nhập vào ba cái cùng nữa các bạn. Market PC NT. Rồi khi sau khi login vào thì các bạn nhập vào đây nè các bạn lướt xuống nha các bạn. Các bạn đăng ký một cái địa chỉ email để cập nhật bản tin.
để cập nhật tích lũy mã thông báo các bạn gửi cho nó nè. Rồi cảm ơn bạn đăng ký email đã được nhận tin nhắn. Rồi sau đó thì các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình các bạn. Các bạn vào dưới của tôi, các bạn đã nhận được token hưu chưa các bạn? Nhiều chuỗi khám phá. Đẹp tê. Cái gì hù đồ ta? Thân bằng. Rồi, thì hiện tại dự án nó đã yêu cầu các bạn đăng ký một cái trên cái website là hudi.com của nó các bạn. Thì sau này cái thông tin gì nó sẽ phong phối như thế nào, mình sẽ update tiếp cái video này cho các bạn nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.